vô nhà thôi. Tại tao trong mé luôn rồi. Đi lên em, đi là hướng này nè. Dịch hướng qua đây nè. Trời ơi. Ai? Chín chưa? Mấy ốc ngon quá ra các bạn ơi. Hết sảy mấy ốc. Bỏ vô trong cái chén là líp mẹ cái chén luôn. Cái chén cơm là muốn bít luôn, không còn chỗ ăn. Quét muối nè các bạn. Đó, các bạn nha. Thầy làm cái đồ này không được là không ăn miếng được. Mở tao chọi vô cặp bờ tao bỏ đăng chứ tao không có chọi bên ngoài đâu. Còn ngâm đăng à? Còn ngâm đăng. Rồi, Tâm mến chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh. Lời nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn. Bữa nay mình và chị Thiện nè. Với lát có Văn Thành. Văn Thành trưa chạy qua. Rảnh chạy qua đây. Nay nhóm mình sẽ đánh cái hồ này nha các bạn. Hồ huyền thoại của Tâm Râu nè. Bữa nay Văn Thành qua đây đánh thử nè. Giờ mình ra đánh cặp này nha. Chị Thiện đánh trước nhất là chị Thiện đánh giá thiệt ha. Giá thật. Mình giờ mình ra mồi giả. Mình bữa nay có đem cây móc rồi các bạn, nên cái đầu kia mình móc sát cặp bí bờ ha, để mình kéo con mồi đi, cá nó cũng còn dựa vô mấy cái đầu rau dừa đâu. Cái này những con mồi của mình cải cách nha các bạn, cải cách phiên bản mới đó nè. Đó, đánh những con vi năm nha. Sáng mai mình đánh lửng. Giờ sáng mình ra mình đánh lửng trước nha. Sử. Ô. Anh mấy nãy giờ chưa có sử ơi. Được không? À cũng được. Thì dọn luôn kéo mấy cái đầu cỏ này nè. Mình có núp trong này không? Dài. Gắn lưới lâu rồi, bỏ luôn rồi đó mà. Kéo mấy cái này vô quá. Dài. Nó vừa cặp đây nè. Quýnh màu giả. Kiếm chỗ trống còn dễ chứ ấy quá căng. Rồi ok, dạng như các bạn. Đó, nãy giờ mình dọn đường đây. Dây đường đó, để anh kéo mồi vô. Câu đầu cạn nè. Căng tha dây
lên hàng nha các bạn. Lên hàng nha các bạn. Nhái nha. Vô giỏ nha các bạn. Các bạn. Đây đây. Lên hàng nha các bạn. Bự ra.
lên hàng. Lên hàng nha các bạn. Quá im. Nó ăn nhái nha các bạn. Tê hả? Ừ. Rồi. Đang cầm cái ủi đuôi này nè. Mỗi tay không buông ra. Buông ra cầm, mới vô cầm để vậy nè, đụng bị cái khách văng cận đất luôn. À. Quán hồn đụng chụp lại. Nó dính không các bạn? Cái tê 4 kg. Ừ. Rồi con cá. Cá ăn các bạn ơi. Để đúng không các bạn? Ừ. Ê, còn. Thà. Cho nuốt thấy bàm luôn. Rồi, đồ tiếp rồi. Ngã rồi. Thấy không? Ờ. Nguyên một đường tiên thấy không? Ở nhà mẹ rồi. Căng sớm quá, nhả đi rồi. Nhả luôn rồi. Ừ. Ê, còn. Chạy vô hả? Còn chạy vô. Chạy tới lúc này nè. Rồi, nó chỗ lên tim á. Thấy không? Thấy chỗ lên tim không? Thấy. Chạy tới trong mé luôn rồi. Đi lên hướng này nè. Dịch lưỡng qua đây nè. Lên hàng các bạn ơi. Đó, con cá có tiếng xị gì. À ơi. Cá nhỏ. Ừ. Xa không? Hả? Nó là cái gì vậy? Ủa, cái chùm lưới cũ một lần. Sâu lắm. Đấy, thì mình lội qua đó nè, cho mượn cái cây nè. Lưới cũ hồi đó có cái trà với. Sâu dữ lắm. Sợ cây này cũng không tới đâu. Cái gì vậy? Cái sắt hả? Con nè. Ủa sao nó lặn sâu dữ vậy? Cá ăn hả? Dạm đi tập trung làm gì đó đông dữ hả? Ăn nhái hả? Nó dưới theo con hiện thấy chạy tim đường mới lên phình thấy mê lắm. Rồi cái gì vậy? Được hai con có dẫm hơn nữa đó. Có dính con nào? Hai con. Dạ con. Con cá đâu vậy? Không cho coi. Cho coi luôn. Độc vậy hả? Ủa sao dính cá không báo tôi xuống mà rảnh bắt rồi chết. Ủa vậy mà ta nói với thiệt đó rồi. Ông già mày đánh dính cá đến nãy giờ. Câu giỡn mà. Trời ơi, coi số cá coi. Thôi. Cá nhỏ.
Ờ có con sâu sâu quá à. Ồ cá vậy ngon rồi đây nữa. Dập mặt luôn sâu quá. Dạ im rồi. Không có đem mưa ớt, là đi câu không dám đem mưa ớt. Anh nói mấy dở mặn theo. Tao câu cá đó là hồi cá nhỏ đó. Nào, cá đang cá này. Không có cá của mấy bạn mới bốc ra. Ờ. Cái dạng đó là dạng nhỏ đó. Cái gì vậy? Cá gì trong này hả? Ớt nhái. Cột cái bao thấy ớt nhanh mà. Không có, sao không? Đi câu á, đem theo cái vỏ đựng cá. Nè anh ba Triều đó, nó thường nói ảnh cũng đi ba thơ mo đầu câu không á. Rồi bây giờ á là đem theo cái bao vậy đó mà đựng nhái rồi đựng cá nó luôn vậy, mấy anh em mình không có biết. Không có cá không anh sao? Không. Không có con hả? Nên Hải mới điện cho bắt mới ếch nữa kìa. Là ếch giờ vừa thôi cũng đó bự quá, bự quá. Giờ tiết mục nướng cá các bạn. Giờ là chắc cấu nhất. Bữa nay nướng cá của thằng nhỏ nhất trong này, thiện. Thiện câu hai con này. Ừ. Còn nhóm này là móm hết, từ trên dưới là chưa có ai có cá hết nha các bạn. Không biết ăn là cái gì luôn chứ đừng nói giật. Có quẹt không? Ăn trước thì tính sau. Bự câu có cá vậy, ăn cá của Chí Thiện câu hai con. Anh ba chạy về 50 ớt kìa. Đây rồi coi ấy lấy mấy nhái của anh ba, anh ba đây câu nhái bự không lấy ra nướng luôn cho rồi. Anh ra anh hỏi là nhái đâu ngon ha, nướng ngon ha. Được, quá trời than. Rồi, chờ cho than rụi bỏ cá vô nướng mình ăn nha các bạn. Có lửa nè anh em ơi. Thấy đồ. Không thấy. Ở ngoài ha, đồ nó quánh nó trong đầu luôn cái ông nó thẳng không vậy nè. Cái ông cần dân nha, trô từ ngoài trô vô luôn. Đi anh ba Quang. Cơm. Đi. Anh Quang ba ơi. Đâu Quang đâu. Trời ơi. Đâu ăn được cầu đó đâu rồi. Ủa. Không ăn gì. Ủa vậy hả? Không có trường. Trên trường hả anh ba? À. Sorry. Vậy dùng trước đi. Trường ơi. Thử con ốc trước đi. Mình dứt đi. Ăn cho tám. Tám. Qua đây tao làm ăn mà. Trời ơi, chú ý qua đây ăn một hai con. Ừ. Vui. Rồi, mời các bạn ốc nướng nha. Con ốc, con cá nữa nè. Gì mà ốc nướng thầy rồi nữa. Quang cá anh Tú ơi. Tú. Chạy ra anh Tú ơi. Mở bạn nha. Đi. Bánh mì đâu nè. Trường. Trường. Đây đây. Lại đây chơi. Rồi đang con ốc nè. Với cá rồi nữa nè. Khui khui cá. Chú. Đi qua đây ăn nè. Ăn cho vui, ăn miếng chơi. Ăn đi hầu lên cá. Ừ, ăn chứ ăn đi tới chiều không lên cá. Trường ơi. Đây. Lên cá đủ đại tiết. Rồi. Con nóng rồi được. Ủa chú ba không ăn rồi. Đủ má neo nó vô luôn, đừng cho đâu. Đúng rồi. Rồi khó đâu. Thịt trong khiếu nha các bạn. Rồi, mời các bạn nha. Vô đi rồi, ấy đi. Dạ. Máy bể này vô đầu gài cho chết luôn trong bực này luôn. Đừng cho nó. Là không có lưới rồi, trời đi gài vô bực rồi, lại có lưới nhện dính dính nhằn 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 nhằn. Tôi đem cây bữa nay tôi kéo nè. Nó chừng dính chừng miếng lên bực trời rồi. Trường. Hai ba đụ mà để luôn. Đang để nguội. Đừng neo anh Tâm. Trần đi đi theo hả? Dạ chứ núp ở dưới á. Chứ còn hả để đây cái bắt đầu đủ má nó vô phát ra nữa là mình hết quánh đường luôn á. Màu thì nó bừng ra nữa là không ai phá cho mình. Rồi. Quá ngon. Trời trời.
bật ốc rồi. Ốc có lý gì không? Ông ba về dở muối xuống rồi. Ừ. Nhiều ăn cơm dở muối xuống. Dở muối bánh mì. Làm cái cá chấm này đi. Ừ. Có ăn. Có ăn chứ mì. Ê, bánh mì với cá ngon lắm à. Bước vào nó có mì thôi. Rồi mời các bạn à. Qua đây Trường ơi. Y như. Y như ông với lại thằng ấy hả? Y như ông với thằng Tư thằng gì? Ừ. Ừ. Lột ra này thiệt. Ừ. Hả? Nó bánh ra vậy á. Chiếc tú rồi qua, chạy qua chưa? Quá trời cá nè. Không đâu kêu qua chưa? Ừ. Chạy rồi mà không biết. Quá trời cá nè. Ừ. Ừ. Trường. Rồi, mời các bạn nha. Thằng. Ừ, nóng luôn. Ăn đi không ngồi. Qua đây Trường ơi. Ủa cái ông kia cũng chạy qua chừa ống con này đi. Qua không về. Về đâu? Chắc về. Không quánh không được, bãi về địa trên luôn. Nè, nè anh, con đó đó. Con này nè. Thấy đi rụng má dằn xuống đây rụng má tàu lâu lên hết. Mà phải nói là cá ở hồ này ăn ngon cực kỳ luôn. Đúng. Ngon cực kỳ luôn á. Mình phải nói là hồ này cá ngon. Cá ngon, còn dẻ thịt luôn á. Ồ, bữa đó nhìn nấu nồi cháo đã lắm luôn. Ngon, ngon, ngon lắm anh ba, cá đây này ngọt lắm, mà dẻ thịt lắm. Đủ mẹ con cá cào mà kho ra nó sừng ra cái. Rồi, miếng bự luôn nha các bạn. Bỏ vô trong cái chén là líp mẹ quách. Cái chén luôn, cái chén cơm là muốn bít luôn, không còn chỗ ấy. Quết muối nè các bạn. Đó, các bạn nha. Thầy. Làm cái đục. Mày không có trường lắm ăn miếng trường. Mở tao chọi vô cặp bờ tao bỏ đăng chứ tao không có chọi ở ngoài đâu. Đăng còn ngâm đăng à? Còn ngâm đăng không biết là ngầu đến lại đồ đi mẹ nhỏ chạy ào ào đến lâu cái cần. Tôi không có đây nha. Tôi không có đây, quên tôi không có đăng nha. Cá răng là chắc tú luôn rồi nó ăn á. Ừ, ăn khúc này ngon quá trời. Không có đâu. Tôi sợ cá. Tôi trác, tôi khó trác nữa lắm được. Giờ đợi ẩm rồi coi có ai bển không không? Giờ mà trước khi cá mà ăn phải nhìn vòng vòng coi có ai không. Nước mất rồi. Quá ngon. Rõ ràng nó tuôn y như cái bữa đó rồi nó tuôn ra nữa chừng ra chạy phải đóng máy. Nó tuôn ra nữa y như bữa đó luôn. Mới cho cái chùm xuống đủ ngâm con nhợ mới qua máy lại nó đủ bằng gã căng ngang liền. Tú là nó xảy. Cũng như cái hầm ngoài là cô quán bên này em ba, tôi đánh qua. Hai ba lần luôn. Rồi bên kia sang đánh ngược lại hai thằng nó dính cá sắt đây tôi làm cái rét bẩn nó ngoan đâu 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 vô. Để gần xuôi ra vậy nè. Vô. Như vậy nè đâu mới đâu làm sao kịp nó đâu. Đang kéo cái cá táp ở đâu làm kịp. Mang ruột hả thằng? Ruột mới. Mang xảy hai ba con. Ruột mới sao hả? Bỏ hả? Mà bỏ hai ba lần luôn luôn. Được mới quá. Nó cá cắn bỏ đủ mà con cắn hỏi ông cắn cái xì nhái con tám. Cắn nát lên, gặm nát đùi nhái luôn. Cái đó là gặm cái đại anh mà bị thốn cái rồi đứng luôn. Bị cá nó đang ăn, cá nó đang bị động ở trong kia kìa. Là nó ăn rồi. Làm quá sâu nữa đổ vốn luôn. Cái má đài. Nghe. Bỏ rồi. Rồi, mời các bạn ăn xôi luôn nha. Cục xôi này là sống tới chiều nè. Rồi có anh ba lên dự trữ bánh mì nữa không? Giờ chỉ cần lên cá thôi, lương thực đầy đủ hết rồi đó. Có gì có thật gì? Có thật mới giật được đạo. Cái má này. Ừ. Dài. Cá này ngon nè. Dẻ. Đem cho chén mướp cho anh đúng bài. Còn ngồi ốc rút đó thì. A few moments later.
quánh đường nữa, không được bỏ ếch trên bài. Mở tay quá. Rồi. Còn không thèm. Còn thay. Cho anh thà tái đi. Cá ăn có chi tiền nha quan. Thôi thôi, kệ lên tim kìa. Đó. Cá ăn. Lên tim đó đó. Còn đi mà. Còn. Ở lên thấy đó, thấy ra. Thấy ra ngoài luôn kìa. Lên tim ngoài kìa. Tâm chờ tôi dạ. Lấy. Rồi. Rồi, hay quá thiệt ơi. Ru. Mày thở. Chùi nó thiệt, chùi nó chứ ba ơi. Ru, độc quá. Gì vậy? Này quá. Cần má đầu. Thử luôn cái gì à? Má đầu. Rồi. Hay quá thiệt ơi. Trời ơi, kỳ luôn chứ. Quá độc. Ôi, thiện về đi đánh banh mà không có kèo đánh banh ra nữa các bạn ơi. Chùi nó ra. Đỏ chét rồi các bạn ơi. Đó, ôi cá kìa. Cũng ngon ha, cá cũng ngon. Để chụp hình báo cho Thành. Với trường mới về. Rồi, trời ơi, nuốt sâu quá ha. Ngâm thiệt lâu mà. Hết sợi. Quá dữ rồi thế này. Ăn hả? Mới cắn hả? Mới cắn của bạn Phong này các bạn. Giờ chơi cái con ếch dây nè các bạn. Đó. Quýnh kiếm cá cụ cái về ra. Cho bỏ vậy nè. Lên ếch nái luôn. Nhìn cá bự trong này. Kéo đường này kết thúc video luôn các bạn ơi. Em ba là về hết, cần thủ bên kia mệt mỏi ngủ luôn rồi. Làm ngủ luôn rồi. Dạ, đủ thứ mồi không ăn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video ủng hộ mình tặng một like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo ra clip mới nha các bạn. Bye bạn nha. Hôm nay thất thủ.